Không, một góc thôi, đây trước rồi, đây trước rồi. Không, một cây đi, đỡ cái đây để nhẹ lên. Rồi. Con đỏ mắt chặn ai bây giờ đâu có tin đâu. Ở vô nhà không? Ý, nhưng mà nhà chồng ta hả? Đó. Nó đâu phải quần đậu đâu mà đậu nó báo rồi. Ôi lộn, cái nó báo. Nhất cái lên được là tôi đẩy cái này xuống một cái là rồi 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 tôi xuống hết rồi tôi xuống được cái này xuống được rồi 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 đó 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 đó. Vô chú. Rồi rồi rồi. Vô cái cán. Cái cây hồi nãy cái cây trồng nó cho nó cái cây này đó. Rồi. Cái cây này đẩy vô luôn. Đó. Rồi, đó đó đó. Ok đang. Giờ đang vô, giờ đang vô. Lật lên luôn đi. Không, lật lên nhẹ thôi. Lật lên á. Lật chứ cái đó. Rồi, 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 mèo, trời là nó bóng cái đường đó đó. Đưa cái đèn pin ra đây. Nó thì nó lại cái đường nào đó. Rồi đi ra được kia. Rồi. Hồi nãy đâu nghe cái tủng đâu đúng không? Không không. Không, không nghe cái tủng gì nó đâu đi. Không rồi. Ông mà nè. Mèo nó không vui gì kìa. Nó mà vui thì ra cái tủng rồi. Nên nó không đi được. Đó nó thử rồi nó thông. Không không nước nó đâm ra ngoài quải đâu. Ừ, để là nó còn ở trong cái câu. Đúng rồi, nó chia trong cái khô rồi. Rồi, rồi, rồi. Rồi, cám anh nhảy xuống nó rồi. Nhưng mà giờ sao bò vô chứ? Để ảnh đây anh con cái gì? Bò vô đó. Có chừng nó nè, có chừng nó nè. Không rồi. Ừ, tôi có chừng như trời. Không có dịnh đây được rồi, được rồi. Má ơi, dán không á. Có giống à? Không, không. Đang đúng không? Cái đó mình ghê quá. Úi, má đứt công gì? Con bầu nào không? Không, không, không cần bầu nào. Dán là sao đứt thành một đống luôn. Cái lỗ đó. Trời ơi, nó nằm ở giữa cái lỗ tao. Chừng dưới anh. Không sầu đâu à. Dưới sầu không? Thật chứ không sầu luôn. Không sầu quá. Không sầu. Trời ơi, không sầu. Trời ơi, nhưng mà đúng. Con đẩy chỗ đó rồi, nhấc chỗ qua đó rồi, chúng ta lại. Không, không ra đâu. Ở quẩy là, ở quẩy nó đầy nước mà. Đâu đang lên được không? Có không? Có đây nè. Có chưa? Giờ cái chân. Nó nằm ở giữa cái cống này không? Anh ơi có cây móc nè. Không, móc sẽ nó kẹt. Không, cây móc nó. Ở đằng nó có cái cống thoát nước nữa. Thì đó, nó lẫm cái quả rồi đó. Giờ mấy cái gì vụ đó. Trời ơi. Ở ngoài quả nó có cái cống thông bự luôn hả? Thì ở ngoài không bự á. Nó chảy ra ngoài. Ra ngoài mình bắt nó hay sao? Tùy sao được nó vô. Rồi, không có bị gì hết. Đó, tọc nhảy xiếc luôn. Ừ. Nó tháo được chưa? Tháo được rồi. Nó thả đi. Tháo được chưa? Có muốn nuôi nó không? Dữ quá. Nó sợ mà. Trời, cái mũi nó đổ ít kìa, sợ nghiệp không? Ê, cái mặt nó dễ thương quá à. Ờ, mặt dễ thương á. Ừ. Nó dễ thương, kinh nó đu lắm kìa. Nuôi nó không Minh Vũ? Đây là chỉ chăm ngôn nuôi mèo lại. Tình trạng sau khi mà tông thằng bảy tặc. Ừ.
không đạp được luôn. Hư xe. Chào mọi người, hôm nay em mấy người ủng hộ là em cũng không biết nói sao, em sẽ ghi ở đây cho nhớ. Hiện tại thì chiếc xe em đã mua và tí nữa em sẽ mình cho mọi người coi là giá tiền cộng với tay dán đen. Đây là dán dán đen để buổi tối đi. Và đây những cái dụng cụ mà tụi em đi mua chợ. Cái này là dùng để móc rắn, là những con rắn vào nhà của người khác là em sẽ dùng cái này. Em sẽ gấp và di dời đi chỗ khác. Còn đây là cái đồ gấp rắn chuyên dụng, nhưng mà cũng gấp được những cái mà trong cái khe hẹp, những cái con mèo hay con chó bị khe hẹp là mình cầm thực hiện ra trong vòng 2 mét. Còn cái này thì là một cái dụng cụ tập võ, nhưng mà đôi khi nó lại làm được cái đồ đỡ. Và đèn pin thì đều. Còn cái này là ống vít, khi mà cần thì mình có thể tháo ra, ở trong đây nó sẽ có một con dao. Còn cái này là phá kính để có thể mà hỗ trợ những cái trường hợp giống như bị mắc kẹt trong chiến hay là gì sẽ phá. Còn đây là khi mà ghép lại thì khi mà đi gặp những con mèo hoặc con chó xấu số thì không có chỗ nào đi thiêu, mình sẽ dùng cái sẻng này ghép lại và đào đất để thiêu đi. Và em cũng trước mắt em cũng gom cảm ơn bên TT và anh Nam Nguyễn đã hỗ trợ cho em để được chiếc xe kêu gọi như chiếc này. Tại vì lúc đầu là em không biết sao, nhưng mà thấy đăng tin thì chị TT cùng mọi người cũng có vào kêu là ui trời em có sao không, khi mà tổng giám không chống chóng vậy. Thì lúc đầu là cứ nghĩ là mọi người sẽ kêu gọi cho được một chiếc Rim hoặc là chiếc này kia, nhưng mà em không biết nữa. Tại vì sao mà cứ mới đi tập thể dục về thì những khoản nó cứ mà vào, là có một cái cô chuyển 10 triệu vào. Thì em mới quyết định là em nói với mọi người thôi bây giờ em cũng đi cà sa hoặc là đi cứu hộ nhiều nơi, nên em quyết định em mua cái dòng 150 cũ, tại vì em sang tên không được. Là thứ nhất ở dưới quê bây giờ mà sang tên gặp, thứ hai nữa là mùa dịch em bị bắt 2 chiếc xe khi mà vận chuyển hàng cho bên trạm, với lại gần đây là em đi cứu hộ dưới Sóc Trăng bị bắt chiếc xe. Bây giờ nếu mà em đứng tên một chiếc xe, đến nhất là phải về quê, thứ hai lại phải đóng tổng cộng những cái tiền phạt của 3 chiếc xe đó em mới được đứng tên. Nên em quyết định em mua chiếc 150 cũ, vừa có tốc độ, vừa có thể cứu vé nhanh nhất, vừa có chỗ bự để mà có thể để những cái dụng cụ để cứu hộ. Và sau đây em xin cảm ơn cô Chi đã hỗ trợ cho em 500.000, và cô Thủy 400.000, chị Linh 500.000, và một mạnh thường quân không biết tên của bên TT là chuyển 2 triệu, còn chị Ngân là 1 triệu. Xin cảm ơn chị Mộng Dừa là đầu tiên đã gửi cho bên kênh anh Nam Nguyễn đã gửi cho em là 5 triệu. Và bây giờ em xin cảm ơn một người, đó là một cái cô bên Mỹ mà từ khi không mà em cũng không biết tại sao, nhưng buổi sáng đó em đi tập thể dục về lại chuyển cho em 10 triệu thì em rất thành thật cảm ơn cô. Và 2 triệu của cô Bình Minh, chị Bình Minh bên trạm TT, một lần nữa em xin cảm ơn. Và đây là chiếc xe cứu hộ, em sẽ dành hết tâm huyết để đi cứu hộ. Và nếu mà nói bây giờ gặp dẫn chó em có tông không thì em chưa có biết thôi. Nên là bây giờ là một chiếc xe cứng cáp và đầy đủ đồ cứu hộ.